Với Quý là bị bệnh nhà thần kinh bẩm sinh. Gia đình Quý vất vả, vợ thì đồng kinh và mũi nó chảy trục. Chồng thì giữ đang chăm một em bé chưa đầy một tháng tuổi. Anh biết là lên cơn ấy, là kể cả bà nội nằm đây, bà ngoại nằm là mình đây đấy, hay là kể cả chồng của anh phải nằm để tách cháu ra. Chẳng may lỡ anh lên cơn mình đẻ lên cháu là rất phức tạp. Vì đang ngồi ăn cơm nên khi thì ngà cái chân sau máu ra, rồi đi xe máy thì gãy răng, rồi mình bà ngoại ở bà nội gãy răng ấy. Con găm cái mic đi, con trò chuyện với bác một tí. Bác có biết con này? Biết này. Biết chứ. Hà Huy Khánh. Con làm bên chương trình. Dạ. Con làm bên chương trình. Cảm ơn bác nhé. Gặp mà cứ được khen đẹp trai là sướng trong người rồi. Đấy. Con đẹp. Dạ, con cảm ơn bác. Đẹp nhưng mà già rồi hả? Già chứ nữa. Tôi với con gái nhà bác đâu. À thế á? Ừ. À, tuổi trâu. Tuổi trâu. Nghe họ nói tuổi trâu này khổ lắm đâu. Cũng khổ. Khổ gì? Vất vả hả? Vất vả. Đó, mọi người thấy chưa? Mọi người thấy tuổi trâu vất vả không? Và ai thấy tuổi trâu cũng vất vả giống như Khánh thì cả nhà chúng ta comment giao lưu với nhau trong video này một tí nhá. Ok, con hỏi bác một chút là bác có biết là nhà của bạn Quý không? Hoàn cảnh của bạn Quý không? Có, biết. Quý mà trẻ trẻ mà làm thờ hồ đấy. Quý là sinh năm 86. À, dạ. Nghe mà mọi vợ người là 90. Nghe mọi người nói là hoàn cảnh khổ lắm phải không? Nghe sinh là thế. Nghe bố của Quý đó. Bố của Quý đang đi đó. Khánh đang đứng nói chuyện với bác hàng xóm ở đây để hỏi về một cái hoàn cảnh rất là khó khăn ở tại địa phương ở đây. Thì vừa nghe bác hàng xóm nói là bố của Quý ở đó. Một chút nữa thì ta sẽ trò chuyện với bố của Quý. Nhưng mà con hỏi chút là cái hoàn cảnh đó có khổ lắm bác? Thì không nói chỉ khổ lắm. Thì cha mẹ thì sinh ngày thì ốm đau này gì. Bà nội, bà Hồng đi viện rồi. Cha mẹ đệ của Quý là sinh ngày là ốm đau? Ngày ốm đau. Mà bà nội là mẹ của Quý thì đi viện, nằm viện với viện Nghi Xuân này. Mẹ của Quý là bây giờ đang nằm viện rồi? Viện Nghi Xuân. À. Quý vị thân mến, hôm nay thì Khánh đang có mặt ở tại xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, quý vị. Gọi là đây là Nam Viên. Dạ, đây là Nam Viên. Nơi đây có một cái hoàn cảnh, một cái đôi vợ chồng trẻ. Chồng thì sinh năm 86, như bác gái đây vừa chia sẻ, mà vợ sinh năm 90. Trong một cái gia đình thì vất vả. Đấy, ông bà thì đau ốm quanh năm. Hiện nay thì mẹ thì đang nằm viện. Hai vợ chồng sinh ra được hai người con. Đứa đầu thì năm nay học lớp 2, lớp 3 gì đó. Đứa thứ hai thì mới sinh được có hơn một tháng thôi. Tháng rưỡi. Một tháng 15 ngày. Dạ. Đúng hôm nay là đúng một tháng 15 ngày. Dạ. Đó. Thì không may là lâm bệnh nặng mà bây giờ phải chuyển ra ngoài bệnh viện Trung ương. Được 25 ngày là đi viện. Dạ. Bệnh viện Nhi Trung ương để mà điều trị ở ngoài đó. Và trong hai vợ chồng thì đã nghèo khó rồi. Vất vả nhưng rất là hiền lành. Tuy nhiên thì không chỉ là con đau mà bản thân người phụ nữ là người vợ trong gia đình đấy lại là người mà đã đau ốm triền miên trong rất nhiều năm vừa qua rồi. Có phải như vậy không bác? Vâng. Đau bệnh gì bác có biết không? Là vợ Quý ấy. Dạ. Vợ Quý là bị bệnh nhà thần kinh. Thần kinh bẩm sinh. Bị bẩm sinh. Bị thần kinh bẩm sinh. Mà ngày xưa là đứng trẻ là nó cái sức đề kháng nó đứng mạnh là nó át đi. À. Lên xưa. Vâng. Thế bây giờ càng nhiều tuổi lại càng lên nhiều. Là càng lên cơn đồng kinh. Càng lên cơn đồng kinh một ngày là lên 4 lần, 5 lần đi. Là nghe bảo là lên đồng kinh rồi nằm duỗi giữa nhà rồi co giật đó. Xoài co giật mà nức mồm nức mánh thì phéo đi răng cắm mấy mũi này. Cái răng cắm mấy lại đấy này. Cơm thì lấy bố nó bếp ga này trốt đầu lấy là màu xoàng hết. Chiếc. Nghe mà tội nghiệp quá. Không nói chuyện gì nữa. Mà ai mà cứ nghỉ đến cái chỗ mà bắt đầu hắn lên cơn mà đừng ngờ thấy gì. Ai cũng chiếc. À, tội nghiệp thế. Ai cũng rung. Vâng. Hôm nay
chúng con nhận được những cái thông tin về cái hoàn cảnh của gia đình em Quý, chúng con thấy rất là thương. Và con cũng có gọi điện cho bên chính quyền đó. Rồi lấy số điện thoại của thôn trưởng để nhờ anh Việt là thôn trưởng đấy, nhờ anh dẫn đường đến. Nhưng mà hôm nay thì các anh đang có cái cuộc họp gì đó dưới huyền đấy. Đấy, cho nên là con phải lần mò đến đây để tìm nhà, mà may quá là gặp bác. Thì bây giờ nhờ bác dẫn con vào nhà chỗ em Bình tí hả? Em Quý. Em Quý. Hai vợ chồng nhà Quý nghe nó hiền lắm. Thật thà. Chồng là làm thợ hồ à bác? Đi phù xây. Đi phù xây á? Trước là công ty Châu Tuấn, nhưng mà Châu Tuấn ngân thua. Thế rồi vợ bị đồng kinh như thế thì vợ có làm được cái việc gì không bác? Không làm được gì cả. Hả? Không làm được gì hết. Thì ở nhà thì một con me thì đưa ra cột cái đó để vô, mà có khi ra thì cột trên khô chứ cột dưới nước cũng chạm. Bộ là chết. Xuống nước là chết. Cái bệnh nữa mà xuống nước là chết. Đúng rồi, bởi vì cái bệnh đồng kinh này. Đồng kinh là xuống nước là chết. Con thấy là gặp nhiều trường hợp mà không may là kiểu là nghèo khó rồi đấy. Mà đã bị bệnh như thế nhưng vẫn đi chăn trâu chăn bò ngoài đồng đấy. Xong là bộ ra ngoài nước là chết nhiều rồi. Chết nhiều. Thế là rất là không làm được cái việc chi ra hồn luôn. Không làm gì cả. Là một mình Quý là đi làm là nuôi cả nhà. Nuôi cả nhà. Là cũng không nhờ cày chi được nội ngoài bởi vì là vất vả. Đi về là coi như là tắm rửa rồi chồng cũng phải giặt quần áo luôn. Tôi cũng giặt được ngựa. Thấy lên cơn rồi lại úp vô trong chậu thì bộ lại chết đi. Sợ ghê luôn á. Đến nội áo quần cũng không giặt được. Không giặt được. Ôi trời. Nghe bác gái đây kệ, quý vị này. Nghe bác gái đây kệ là vợ của Quý đấy. Tức là thậm chí là áo quần tắm xong cũng không có giặt được. Bởi vì sợ giặt là lên cơn đồng kinh mà ngã vào cái chậu nước là cũng có thể đi luôn. Chết. Đấy, cho nên là không làm được cái việc chi. Thì đây là cái căn nhà của em Quý đấy hả? Quý đây. Ngồi đây thì con. Nhưng mà ngày hôm nay thì vợ chồng Quý thì là con chào. Con chào bác nhá. Dạ. Đây bố Quý. Con chào bác. Bố của Quý. Đây là bố của Quý hả bác? Dạ. Bố của Quý. Bố của Quý á. Con giới thiệu với bác, con tên là Khánh, con làm đi chương trình thiền nguyện đấy. Dạ. Hôm nay nghe mọi người nói rằng là gia đình Quý thì vất vả. Gia đình Quý vất vả thì vợ thì đồng kinh và bộ nó chạy trục ấy. Rồi chồng thì giờ đang chăm một em bé chưa đầy một tháng tuổi ở bệnh viện Nghi Xuân, xong rồi giờ sang bệnh viện Nghệ An xong rồi lại chuyển viện ra bệnh viện Hà Nội cùng có lẽ hơn tuần nữa chục ngày rồi. Đấy. Rồi điều trị của thế rồi đang chọc tủy tê rồi xét nghiệm máu đến hàng chục lần ấy, một đứa bé mà hàng chục lần ấy trên xét nghiệm tủy ấy, chọc tủy. Và giờ mới hình như bữa qua là khi tủy đây là chuyển máu tiếp, rồi bị thiếu máu mà chưa bú ăn uống chứ chưa bú biết chứ mẹ thì không có sữa. Mẹ thì bệnh đồng kinh chứ không có sữa. Vâng. Quay rồi bố ở đó chứ không có sữa rồi chỉ một chắc bố chăm chứ đáng cái việc trẻ thì mẹ phải chăm cháu chứ bên đi giữ lên đi chứ. Chồng chăm cháu với cháu chứ đầy tuổi một tháng tuổi chứ một tuổi rất đỡ. Dạ. Cho nên cái khó khăn này khó khăn muốn muôn vàn khó khăn. Dạ. Thì giờ một gia khăn giờ đi mình này. Rồi thứ thì cùng nhà này, thứ thì công việc ở gia đình này. Dạ. Rồi thứ thì lấy lo thuốc nên cho vợ con đi, vợ cũng đi Hà Nội cùng 4-5 chuyến bộ Nghi Xuân lên trên thành phố rồi vô ở bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Vâng. Xong rồi lại điều trị sang tây lại xét nghiệm cho nó rồi lại chuyển ra bệnh viện Bạch Mai chứ 4-5 lần bệnh viện Bạch Mai vậy đó. Vâng. Ồ. Dạ. Con cũng nghe mọi người chia sẻ là hoàn cảnh của gia đình Quý vất vả như thế. Và quanh năm thì vừa ốm đau và lên cơn đồng kinh liên tục. Bây giờ là gọi là trên đầu trên người là đủ thứ vết tích luôn. Cho nên là hôm nay là con đến con tìm hiểu hoàn cảnh gia đình và thăm hỏi cũng như là động viên vợ chồng em Quý một chút. Rồi bây giờ là mẹ của cháu đâu rồi? Mẹ của cháu thì là ở ngoài ung bà ngoài. Còn ung ở đây thì coi cho cái nhà cái cửa về con gà con giết cái con con bò con đủ là cọc cho ăn ngoài nữa rồi túi một tí mẹ có cọc về cháu. Vâng, con chó con má đây là cho ăn để coi dân cái nhà cửa đi rửa. Bà nội là đâu ở viện á? Bà nội bà tức là vợ của bác cũng đâu ở viện khi chạy đi chạy về túi thì đi sáng thì lại phải về đi nhà cửa đi khá cái nói dùng túi thì lại phải xuống viện thì bá vì cả chuyển cả tiêm cả kháng sinh các thứ nữa 2-3 thứ. Khi sáng cùng tiêm chuyển kháng sinh nữa xong để bắt đầu về.
Khổ thế đấy quý vị. Ông bà cũng ông thế. Bà nội thì đã vất vả nghèo Thế khó ông rồi đấy cũng mà bố. bây giờ bà lại đau ốm lại đang nằm viện. Đấy, tiếp tục đến vợ chồng của quý thì như quý vị chúng ta từ lúc nãy giờ nghe Khánh trình bày rồi đấy. Đấy, trong một cái hoàn cảnh gia đình thì cũng vất vả mà vợ thì đau ốm triền miên liên cơn đồng kinh là liên tục. Bây giờ là một mình cũng không tự chăm sóc được bản thân nữa cho nên là lại phải gửi về bên bà ngoại. Vợ của quý phải đi với ông bà ngoại là vì chứ lên còn... đây đau bụng cũng biệt đàng bê ung thì là vừa phải chạy sáng thì về mà tối thì phải xuống bà trực ở bệnh viện. Dạ, thế thì bây giờ đi. Bây giờ tham quan nhà cửa đây một chút rồi là có gì là ông dẫn con lên chỗ ông bà ngoại đấy. Gặp vợ quý một tí ha. Ta trò chuyện tí. Được rồi. Con cảm ơn bác nhá. Dạ, nhờ có bác là dẫn đường con đến thì con mới biết được là nhà của em quý ở đây. Dạ, và thấy được là qua những cái lời chia sẻ của ông nội cũng như là bác là một người hàng xóm đây rất là khách quan chia sẻ là chúng con cũng thấy được cái cuộc sống của em quý cũng rất là khó rồi. Đấy, cũng rất là vất vả rồi. Đi đột xuất chi là cứ nhờ xe của phụ thế để chờ đi chờ về nữa chứ. Đấy. Dạ. Lên bệnh viện đi bệnh viện là bệt mùng nữa, đột mấy, xuất là phải đi. Mấy bữa nay là ông vay cho hắn mấy tiền rồi? Thì mấy vay nơi nơi chỉ được mất 2 triệu bạc hay 3 triệu bạc cái đồng trên nước thôi. Vay được ít chưa? Vay được ít thì chữ ông bà cũng có. Chết thật. Ở đây cũng có thật chứ chữ bà đi. Không sử được cái không cây vàng cái viết mông bán đồng như thế này. Tích lũy. Cái chứ giờ hắn đi rồi lại hắn lại phải về vay gì hưởng này chỉ vàng để ra rồi hỗ trợ khi có thiếu gì để mà tiêu. Cái vay gì cho vay một chỉ vàng. Trước chứ ông bà thì lớn có chi ông bán được cây vàng không không có đồng bố tiêu thì dân độc nghiệp thì trừ chi nằm mua hụt lúa chi vải bé sầu chuồng thì mình chẳng bươn chải được trang trải được ăn uống rồi chi tiêu rồi điền nước rồi khi hiếu hỉ rồi khi đột xuất đau ốm ở biển như chẳng hạn đồng đi biên bây giờ lên coi lưu có 300-400 bạc trên nửa xuống là bây giờ viện phí mất 300 thôi. Lưu được thì là cũng phải chịu khó nấu cơm nước ở nhà rồi đưa đi trước thôi. Chứ tiền mà tiêu viện nó ngồi đồng một thứ mình đấy cây thuốc cây đơn cây đổ như ông ngồi trên bệnh viện thành phố đó cây một cây đơn thuốc 2-3 triệu với rồi chụp một CT đưa cùng gọi là từ nguyện nên là chi nguyện đó từ nguyện là gọi là không đồng là mình phải chi trả toàn bộ ấy, sau cuối cùng được cái một tuần là phải xin rút về chứ giữ bệnh thì vẫn được cả ngày bệnh thì vẫn còn đau thì vẫn còn đau nhưng mà hết tiền cho nên phải xin hết về tiền này phải về bây giờ cái đầu là một này ôm giờ cũng đau à đầu đầu gì nào khi lúc sáng mới nôn đó nhọc thế thôi được rồi nan giải quá chứ này đông trời đi nhiều lúc cái nôn thế đó. Sao tay chân giữa tay bị gì đấy ông ơi hả nhưng mà họ nói là không ai giàu ba họ không ai khó ba đời chứ nhờ nhà mình như này vất vả mấy mấy đời thôi cũng 2-3 đời rồi 2-3 đời rồi có chắc có lẽ là khổ đến bề cát bụi thôi ôi trời không mấy hơi rồi chắc là phải đến đến đời của quý là hắn sẽ thoát được đấy xong cái đợt ốm đau của vợ với con này nó sẽ ổn đấy giờ vợ con Mary giờ đánh tiêu tổng kia giờ cục kia biết giữ trời cho phần mua đi phải biết phần nữa thôi giờ vợ con người cùng cái số cái phần cả mà ta giờ cái dài cái dép có cái cờ cái áo cái quần ta mặc có cái số cả chứ mỗi con người một số ấy chứ thế Nhưng mà bình thường ông cứ đi trên đất chứ à? Ông cũng đi dép nhưng mà khi này đây để ra ngõ con cu còn bỏ qua cho cháu đây cái đà. Rồi chứ... bình thường ông cứ hay đi trên đất đi thì vượt luôn. Không, cũng có lúc về đi dép chứ. Tay đây, tê mà, bị thế. Mà chân dính cô nữa nữa à? Có móng nữa Không, chân càng không, chẳng có móng nữa. Đấy, nhìn cái bàn chân này, đó. Quý vị chúng ta biết chân ông vất vả. Đó. Em càng dừng đó chung chừng hành món lý rồi. Nhưng mà bây giờ... Quý thì đang phải chăm con ngoài Hà Nội như thế. Thế rồi bà đang đau như vậy thì ai chăm bà ở bệnh viện? Ở bệnh viện thì là sáng đến tối thì là nhờ bác sĩ về bệnh nhân một bên phòng đó họ giúp. Cần cái chi thì họ gọi họ kêu. Còn cơm nạc nước thì cứ cùng báo với họ đó rồi thì bữa sau thanh toán. Chân và tay cũng cả đau nữa. Nhiều lúc đi bất thường cũng cứ trơn bộ ấy. Lúc nãy trên xe mà Khánh nghe ông nói như này quý vị này. Nhiều lúc trơn bộ ấy. Cứ ở nhà làm lùng rồi là chiều chiều là trông cho đến khoảng tầm 4 giờ.
là ông như này đạp lóc cóc một chiếc xe đạp xuống dưới bệnh viện để chăm bà. Đấy, phải chạy xe cả tiếng đồng hồ luôn. Đây là nhà ông bà ngoại hả? Đây nhà ông bà ngoại. À, nhà ông bà ngoại cũng cơ bản đấy hả? À, nhà ông bà ngoại đây. À. Ờ. Thế có nhiều... Thế thì ông ngoài bà đi mua cà. Ngân ơi, đi ra có... Ông à? Ông nhà đó à? Con chào bác. Đưa. Dạ. Ờ, dạ. Cháu, đây là cháu đầu ấy. Ồ, chào em, con chào gì nhá. Ồ, bà. Dạ, dạ, dạ. Chào em nhá. Em là Ngân hả? Cháu là Ngân. À, dạ, con chào chú nhá. Mới lên cơn chồng. Chào gì, hả? Mới lên cơn chồng. Mới lên cơn mô. Con lên cơn. À, lên cơn. Lên cơn, cứ ngay lên cơn bà. Dạ. Ngay lên cơn bà là Ngân ấy. Đây là che nữ đây này nữa. Bộ bên bếp thôi mà. Bộ liên tục ha. À, bộ bên bếp đấy đó. Ở trong đường đưa bữa đưa trong đây bữa ăn mới bưng bơi cơm xong mới ăn một tí rồi là coi như là tự nhiên chủ cục bộ cơm là đủ cả người, cơm là đủ cả người về thầy hao. Thì nhiên là ta phải đứng nó đi trời đang tranh bữa ăn cho giữ trên bữa cơm mới bưng lên cây khỏi mồm mới chơi chi là bộ. À. Cháu như kiểu là con đi ngồi trước cái à, đó. Đó nó cứ gọi là tận đồng dạ, kinh dạ. Đi. Dạ dạ dạ. Đồng kinh, ngồi vào kinh đây đi. Mà vừa Khánh vừa vào cái mà cả ông nội cả ông ngoài là đều nói về cái tình trạng của em Ngân. Dạ. Ừ. Ở đây anh trò chuyện với Ngân tí nha. Dạ. Ừ, anh găm cái mic anh trò chuyện với em tí này. Dạ. Anh là Khánh, anh làm cái đi chương trình Thiền Nguyên nhé. Dạ. Ừ. Hôm nay nghe mọi người nói là hoàn cảnh gia đình em vất vả, yeah. Em thì đau ốm, yeah. Sinh... Em giờ là ngay mồi lên cơn, giờ đi đi ra con này giờ tự lên cơn này bác sĩ đi ra Hà Nội giờ con đi được họ nói ngoài nó giờ chỉ có một ngày em giờ con ra là tự ngay đêm đi lên cơn này con đi được giờ ở đây bà, ông bà ngoài thì ngay mồi có bà ngoài ông nội thì giữ được nhớ ông ở nhà cho đồ ăn cho con như giữ con vô trong lờ ngà lù nát con chết khi mà con biết. Dạ. Yeah. Ông ngoài ông nội lấy ghế này để ngồi rồi con trò chuyện tí nữa. Dạ. Yeah. Vâng. Ông nội dịch vô sát sát đây con trò chuyện tí để nắm bắt tình hình tí. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Con giới thiệu với ông bà ngoại. Dạ. Yeah, con là Khánh. Biết rồi. Con làm bên đi chương trình Thiền Nguyên đấy. Yeah. Vừa vào trong nhà của em Ngân với là Quý. Yeah. Nhưng mà bây giờ thì chồng thì ngoài Hà Nội để chăm con. Điện này gọi điện. Dạ. Yeah. Yeah. Vâng. Mà vợ thì lại bị đồng kinh cho nên là cũng không tự chăm sóc được bản thân. Lại nghe ông nội bảo là phải gửi về ông bà ngoài để nhờ ông bà ngoài lo cho. Đó. Nên là bây giờ là con ra đây để con gặp gỡ em Ngân trò chuyện một chút. Yeah. Ừ. Thế bây giờ anh trò chuyện với Ngân một tí này. Yeah. Em bị đau như thế rồi lâu lâu lại lên cơn như vậy. Nhưng mà có biết là tình hình là con ốm đau như thế nào ngoài Hà Nội không? Thì con như chồng gọi về cứ để cho em nó nói sao em thì sang dây gọi cho chồng nó giữ là đúng đâu rồi truyền máu và truyền máu bây giờ phải truyền máu thì bác sĩ nói là phải truyền oxy đủ cho con thở phải thở oxy ha thở oxy ha giờ con giờ đêm giờ khóc giờ nói là giờ để con ra giờ bị bệnh giờ chỗ ở đây chỗ nhiều ngày nói là giờ bánh thì khó chưa giờ chỗ họ nói giờ đi ra ngoài nói là giờ có đi lên trên thì còn từ ngay lên cơn giờ bác sĩ trên này chỗ còn hai giờ bác sĩ nói là giữ lên cơn đi giữ cho về nhà cho giữ ở đây hai bác sĩ nào nói thế ở đâu trên bác sĩ trên bác sĩ khoa điều trị của cháu á bình nhi khoa trên bình nhi
Tức là mấy bữa là nằm ở trên bệnh viện Nhi bên Nghệ An đấy, là em lâu lâu cũng lên cơn đồng kinh, cho nên là các bác sĩ nói là bây giờ cho em về nhà đi, chứ ở đây là cũng không chăm được, lại cũng gây bất tiện cho trong cái việc điều trị của bác sĩ đối với con, đúng không? Thế rồi đau như này rồi không làm được chi, mấy cứ lên cơn liên tục như thế rồi lấy tiền mô để mà cho con điều trị cho con ngoài Hà Nội. Thế con giữ đi vay. Ai cho vay không? Con thì giữ đi vay nhưng mà con vay được, tại vì con vay xong rồi là hồi nó lên cơn cho con là lấy nhớ chứ cả. Tại vì lên cơn chốt chú chấn máu ra. Lên cơn là mình cứ choáng, cứ đau trong đầu rồi mình cứ đập lung tung nữa. Dạ. Vì đừng ngồi ăn cơm nên khi thì ngà cái để chấn sau máu ra lấy đau chốt rồi choáng. Lại đi xe máy rồi gãy răng đi, lại mình bà ngoại ở bà nội gãy răng đi, thì con giữ đi bộ ra từ lô nhà ra lô quán, lô cầu cao đó, cùng lên cơn lô quán, lại đi cùng bộ thằng đáng lên cơn. Không chỉ là bị sẹo ở trên đầu mà em Ngân đây là liên tục lên cơn và bộ lung tung khắp nơi rồi, cho nên đừng ngồi cắt thức ăn răng là bây giờ là nhăm nhút gãy hết rồi. Rồi đi lại. Gãy hết rồi, gãy mấy cái rồi. Con gãy hay nhiều. Con đâu? Con giữ nó đừng ngồi cắt thì cùng cắt với tay lên cơn. Hả? Em đem đi bệnh viện mình răng mà bệnh viện dầm. Tay này là cũng lên cơn để chặt lấy tay đó. Thế con thương lên cơn. Quý vị chúng ta nhìn thấy này. Lên cơn này, chặt đứt cả ngón tay luôn. Sợ thế chứ. Thế còn răng nó đi bệnh viện bị như nào mà đi bệnh viện mà bác sĩ nhầm làm nó anh thì con đi xe máy lên cơn để gầy răng để đi lắp sau, bác sĩ nói là ngại nó không lắp được đi mình răng nhưng mà cả cái nhà mình răng không mình họ nói mình nó rất là hài không dùng tập trung kinh lên để mai đừng mình mà ngả ra cái đúng rồi nó không dùng mình cho nên là răng bây giờ là nhuyễn nhăm nhút hết rồi, rất là vất vả quý vị. Với hai vợ chồng nghèo, nuôi hai đứa con đã là khó khăn rồi. Nhưng mà bây giờ một thân một mình chồng nuôi con và còn chăm cả vợ đau. Không làm được gì mà còn lâu lâu lại lên cơn đồng kinh như thế, nó rất là nguy hiểm cho nên là cực kỳ là khó khăn. Đấy, đi làm mà cũng sợ không biết là vợ nhà có vấn đề gì không. Ngan dại như thế cho nên. Bây giờ hay đau hay ốm như này anh làm được chi rồi. Một chắc chồng đi làm thờ hồ đấy, nuôi cả nhà như vậy rồi thương chồng lắm không? Dạ có. Thế con giờ thường giờ đi vô đi ra rồi, con làm được chi cả. Giờ đi mua thức ăn, cùng đi mua cùng tay tứ rúng. Đi tại vì đi thằng đặng lơ rớt dây nát cũng không biết rồi. Nàn dại thế chứ nè. Dạ. Mới lên cơn xong á. Mới lên cơn xong á. Dạ. Có một vài cái hình ảnh cũng như là cái video mà một số người ở gần đó đã gửi cho Khánh về cái hình ảnh lên cơn của em Ngân ấy, mà thấy dãy rùa giữa nhà nằm lăn lóc, trông rất tội nghiệp, đáng thương vô cùng. Như này này. Dạ. Hôm nay đấy, anh Khánh làm bên chương trình Thiền Nguyên đấy. Dạ. Biết chương trình Thiền Nguyên là gì không? Con chưa biết thì con nói là cái chương trình mà kết nối những nhà hảo tâm để giúp đỡ những người mà có hoàn cảnh khó khăn đấy, hoàn nạn đấy. Và hôm nay thấy được cái gia đình em vất vả. Đấy, bản thân em thì đau ốm bệnh tật không làm được cái việc gì. Một mình chồng thì công ăn việc làm cũng rất là hạn chế. Đó, lâu nay đi làm công nhân một tháng được 3-4 triệu không đủ tiêu, đủ lo thuốc men cho vợ nuôi con. Bây giờ về làm thờ hồ đấy. Mới được mấy bữa thì bây giờ con lại đau ốm nằm ngoài Hà Nội là tốn kém rất nhiều. Nên là anh Khánh đến đây để thăm hỏi động viên em. Cũng như là thay mặt các nhà hảo tâm giúp đỡ cho vợ chồng em một ít tiền để mà chi trả viện phí mà điều trị cho con ở ngoài Hà Nội nhá. Nghe có phấn khởi không? Dạ, có hả? Dạ. Thế bây giờ anh Khánh thay mặt các nhà hảo tâm giúp đỡ cho em ít tiền thì em có đi ra ngân hàng nộp để gửi cho chồng được không?
Dạ, cái là dự mượn ngoài, mượn nội cho con đi được. Không đi được hả? Dạ. Thì con là khi đi học thì con lên cơn, để chốt thứ chân này, đau chốt choáng con nhớ chi. Dạ. Nhưng mà không đi gửi được tiền cho giờ có đếm được tiền không? Thì con đếm. Đếm được không? Này. Đếm xem đó mấy tiền này. Bình thường chồng đi xây về có đưa tiền cho vợ cất không? Có. Quý thì em làm gì mà xong thì em về em đưa tiền cho vợ cất. Vẫn đưa tiền cho vợ cất hả? Cái vợ đồng kinh này lâu lâu lúc nhớ lúc quên rồi cất mà đang được. Không ngoài đứng dịch lên lên này một tí. À. Đấy thì thấy cái hoàn cảnh gia đình rất là vất vả. Đấy, cho nên là hôm nay chúng con thay mặt cho các nhà hảo tâm là giúp đỡ cho vợ chồng của em Ngân Quý một tí. Ông bà nhé. Dạ. Dạ. Thì hôm nay đây này là anh Khánh thay mặt cho các nhà hảo tâm giúp đỡ cho vợ chồng em là 15 triệu đồng. Dạ. Cái tiền này là để mà nhờ ông ngoại hoặc ông nội. Đấy, bằng cách nào đó là gửi ra cho chồng ngoài Hà Nội để mà chi trả cái viện phí thuốc men để điều trị cho con nhé. Dạ. Mặc dù con của em đang nhỏ là đang được bảo hiểm. Tuy nhiên thì bây giờ cái bệnh của em, bệnh của con em nghe chia sẻ là rất là nặng. Bây giờ hàng ngày là phải truyền máu, lọc máu gì đấy. Dạ. Tốn kém rất nhiều, cho nên là nhiều cái phải ngoài danh mục bảo hiểm mà mình cần phải thanh toán. Dạ. Đấy, cho nên là anh Khánh thay mặt cho các nhà hảo tâm giúp đỡ cho vợ chồng em là 15 triệu đồng nhá. Dạ, em cảm ơn anh. Ừ. Đấy, thế còn ông nội ạ. À. Lúc nãy Khánh đi trên đường, Khánh thấy ông nội kể chuyện mà thấy rất thương quý vị ạ. Nhà thì rất là vất vả. Đó, nghèo khó. Bây giờ bà thì đang đau ốm, cũng đang nằm viện. Đấy, chiều chiều là 4 giờ chiều ông lại lóc cóc đạp xe. Thậm chí ông nói là có bữa là đạp xe mà quên không đi dép luôn. Đấy, cứ chân đất này đi xuống dưới viện ấy. Mà đến nỗi là ông còn phải ngài với là đội ngũ y bác sĩ nữa. Đó, có phải như vậy không ông? À, đó thực tế chứ, là vì như kiểu dần cải lên chứ cũng kịp đi dép đi thay đổi với cả. Dạ. Yeah. Qua cái dân quê. Vâng. Dạ lên... dạ. Yeah, yeah. À. Cho nên là chúng con cũng rất là thương ông. Đấy thì con thay mặt cho các nhà hảo tâm là biếu cho ông bà 5 triệu đồng để ông mua thêm cho bà vài viên thuốc cảm cũng như là nấu bát cháo ngon ngon để chăm bà trong những ngày nằm viện ông nhé. Tình xin cảm ơn cái đoạn từ thiện được các cho chia sẻ với tấm lòng hướng về người bệnh để giúp đỡ gia đình khó khăn thì gia đình rất cảm ơn. Dạ dạ. Vâng. À, cảm ơn sự chương chia sẻ của chương trình nha. Dạ dạ dạ. Cảm ơn thôi. Dạ, dạ. Ông bà chẳng có gì hơn cả. Dạ dạ. Nghe ông nội chia sẻ mà rất là thương khi mà con đau ốm nằm xuống đi đâu đó vay cho được. Được 2 triệu bạc hay 3 triệu bạc, mấy triệu không ạ? À, 2 triệu bạc đó. Dạ. Thì xung quanh đó là làng xóm cũng ai có, thực tế được mà đi đi đột xuất. Dạ. Đấy, thế rồi bà nằm viện dưới đó cũng không có ai chăm cả. Đấy, một mình ông cứ chiều chiều là đạp xe đạp xuống. Hỏi nó rắn đi xe máy. Bảo là ông không có xe máy để đi. Dạ. Mà chắc chỉ không đi được xe máy hả? À, không đi được xe máy vì bệnh. Ô, dạ. Cái bệnh thần kinh, bệnh não nặng mà. Dạ, dạ. Một năm này điều trị 3-4 đợt ấy. Vâng, khổ thế cho nên. Sao? Em Ngân bảo sao? Con bảo vừa đi xe máy được chứ. Sao nên lên cơn gãy răng. Rồi mạnh bà nội cũng gãy răng. Em đi xe máy bổ gãy răng rồi cũng mạnh cho bà nội bổ gãy răng luôn. Thì con đứng đèo bá. Rồi vừa lên cơn nó là 2 ngày ngà cái gãy răng. Nan giải thế cho nên. Dạ. Thôi, dần dần rồi ổn thôi nhá. Dạ. À, tới đây con cái điều trị được mạnh khỏe trở về đấy. Rồi dạ. Sau này mình cũng sẽ đi điều trị, đi uống thuốc, uống men, đi gặp bác sĩ. Rồi bác sĩ sẽ xử lý cho mình để hết đồng kinh. Dạ. Để khỏe mạnh, để lao động bình thường, để chăm con, nuôi con trưởng thành. Dạ. Ngân nhá. Dạ. Lạc quan yêu đời lên nhá. Dạ. Thế còn tạm thời trong những ngày ở đây thì sức khỏe của mình cũng đang kém, lại không có ai ở nhà nữa, cho nên là thôi thì cứ nhờ ông bà ngoài chăm sóc hả? Dạ. Thế bây giờ tiền này thì gửi cho ai nè? Dạ. Nhờ ông ngoài hả? Dạ. Để ông ngoài chuyển ra ngoài Hà Nội cho chồng để điều trị cho
cho con nhá. Dạ. Ừ. Thế thôi ông dạ. Ông ngoài hè. Cảm ơn. Dạ dạ dạ. Rồi. Em cảm ơn. Ừ, rồi rồi, chào em Ngân nhá. Dạ. Đấy, đứng dậy chụp ảnh gửi lời cảm ơn các nhà hảo tâm dạ. Tí nào. Con cảm ơn mọi người hả? Mọi người. Ừ. Các dạ. Nhà hảo tâm. Dạ, các hảo tâm. Ừ. Đã giúp con và anh Quý. Ừ. Cho mạnh khỏe. Ừ. Con được mạnh khỏe. Ừ. Dạ. Rồi. Khánh xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý vị khán giả, các nhà hảo tâm đã đồng hành cùng với Khánh để giúp đỡ cho gia đình của em Ngân, em Quý cũng như là ông bà ở đây. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Xin chào toàn thể quý vị nhé. Bye bye. Yeah.